Câu cá bằng chân. Dậy, dậy. Mày lười quá, suốt ngày chỉ ăn với ngủ thôi. Lớn từ này tuổi đầu rồi mà chẳng làm được gì giúp đỡ ba mẹ. Vẫn còn sớm mà mẹ, để con ngủ thêm tí nữa. Có việc gì mẹ cứ bảo con, chỉ loáng cái là xong, có gì đâu mà khó. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa, sớm sủa gì nữa. Đi ra sông câu lấy vài con cá, đem ra chợ bán kiếm ít tiền đi chứ. Thôi được rồi, để con đi vậy. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, đối với ngài thì 100 năm là như thế nào ạ? À? Đối với ta, 100 năm chỉ bằng 1 phút mà thôi. Dạ, vậy đối với ngài thì 1.000 lượng vàng có nghĩa là như thế nào ạ? À? Đối với ta, 1.000 lượng vàng chỉ bằng 1 đồng vàng mà thôi. Ồ, thưa Ngọc Hoàng đầy quyền uy, ngài có thể rủ lòng thương cho con 1 đồng vàng được không ạ? À? Ồ, được. Thôi à, vậy ngươi hãy đợi ta 1 phút nhé. Hả? Trong cuộc sống, không có điều gì tự nhiên mà có. Không phải trải qua những đêm lạnh thấu da thì đâu có hương mai thơm ban sớm. Nếu bạn làm việc thật sự nỗ lực, cố gắng thì thành công ắt đến với bạn. Hãy lao động chăm chỉ, đừng trông chờ vào một điều may mắn kỳ diệu từ Thượng Đế ban ra. Chu du thiên hạ để học rùng mình. Ngày xưa, ngày xưa, một người cha có 2 người con trai. Người con trai cả thông minh, khôn ngoan. Ngược lại, người em thì ngu dốt, không hiểu biết gì cả, học thì không vào. Nhưng người anh lại rất nhát. Một hôm: Này con trai, hãy mang cho cha một thứ tới nhà thờ. Ôi trời ơi, con nhà cha nói đi tới nhà thờ mà rung cả mình. Từ đây tới đó phải men theo bìa rừng, rồi lại phải đi qua một bãi tha ma. Con sợ lắm. Anh ơi, rùng mình là gì thế? Em chưa từng biết rùng mình là gì. Trời ơi, ai cũng biết rùng mình mà chú lại không biết. Nếu thế cha hãy sai chú ấy đi đi. Chú ấy đi để mà biết thế nào là rùng mình. Mày thì làm được cái việc gì chứ? Chỉ ăn hại thôi. Hay là mày hãy đi học một nghề gì đó để mà nuôi thân đi chứ. Cứ ở nhà ăn bám cha mãi à. Vậy thì con sẽ đi chu du thiên hạ để học rùng mình. Rùng mình mà cũng không học được, thế thì làm được việc gì chứ? Thôi thì cứ đi đi, để thiên hạ họ dạy cho bớt ngu đi. Ngày hôm sau, người em quyết tâm lên đường để học rùng mình. Này cậu kia, đi đâu thế? Tôi đi vui vui thiên hạ để học rùng mình. Thật nực cười, rùng mình mà cũng phải học sao?
lần này tôi chở đi. Này anh kia, nếu anh muốn học rung mình thì tôi đảm bảo anh đi vào cung điện sẽ học được rung mình. Vì sao vào cung điện lại có thể học được rung mình ạ? Gần đây có một lâu đài người ta đồn rằng dưới hầm của tòa lâu đài đó có ma. Ai thức 3 đêm liền ở đó khác sẽ biết thế nào là rung mình. Vua có một người con gái đẹp tuyệt trần. Người hứa ai cả gan làm việc ấy sẽ gả công chúa cho. Trong lâu đài có rất nhiều vàng bạc châu báu do ma quỷ canh giữ. Của báu ấy mà về tay của ai thì người ấy tha hồ mà giàu. Đã có nhiều người vào nhưng không thấy một ai trở ra. Vậy anh có thể cho tôi tới lâu đài đó? Có thật là tới đó có thể học được rung mình không? Nếu bệ hạ cho phép, tôi xin thức 3 đêm liền ở dưới hầm có ma của lâu đài ạ. À, ngươi được phép mang theo vào trong hầm 3 đồ vật, chứ không được mang sinh vật nào. Nếu vậy, tôi xin cái gì để đốt lò sưởi, một bàn thờ tiện và một ghế thợ chạm có dao ạ? À, được thôi, ta sẽ cho người chuẩn bị những thứ đó cho ngươi. Dạ, ước gì ta biết rùng mình, nhưng rồi ở đây cũng đến công tôi thôi. Trời ơi, sao móng vuốt của chúng mày dài thế? Để ta khắc cho nào. Ê, hai con mèo này thì giúp được gì chứ? Mình vẫn chẳng thể học được rung mình. Ê, được lắm. Có giỏi thì cứ lăn nhanh hơn nữa đi. Thế nào, thế này thì mình vẫn không học được rung mình. Sáng hôm sau, nhà vua vô cùng ngạc nhiên khi thấy chàng trai vẫn khỏe mạnh. Thậm chí, anh còn nói đã có một đêm rất yên bình. Đêm thứ 2. Ước gì ta biết rung mình. Cút ra cho ta ngồi. Đây là chỗ của tôi, anh mới phải cút đi. Các anh có biết chơi bài không? Chúng ta cùng chơi bài nha. Đang vui thì đi đâu cả rồi. Thôi, mình đi ngủ đã. Ngươi không thấy rùng mình sao? Dạ không, tôi chơi vui lắm. Chỉ ước gì tôi biết rùng mình. Đêm thứ 3 lại tới, chàng trai vẫn chỉ mong sao có thể học được rùng mình. Vừa lúc đó, một ông lão khổng lồ có chòm râu bạc dài chấm gót, dáng người nom dễ sợ xuất hiện ngay trước mặt. Hai cha cha, thằng nhãi con, mày sắp học được thế nào là rùng mình, vì mày sắp chết. Đâu lại dễ thế, còn xem tao có muốn chết không mới được chứ. Thì ta cứ thử sức xem sao, nếu mày khỏe hơn tao, tao sẽ để mày yên. Nào, hãy thử xem. Lão ta có bộ râu dài thế kia. Ta phải làm sao cho lão bị trói chặt bởi bộ râu đó mới được. Tao tóm được mày rồi. Giờ thì cái chết đã kề bên cổ mày. Tôi xin anh, hãy tha cho tôi. Tôi sẽ chỉ cho anh kho vàng cất ở dưới hầm của tòa lâu đài này. Chàng trai thả lão già ra, và lão ta đã chỉ cho chàng nơi cất kho báu. Nhà vua liền gả con gái cho chàng theo đúng lời hứa. Được cưới nàng làm vợ, ta thật may mắn và hạnh phúc. Nhưng giá mà ta biết rùng mình. Chàng đừng lo mà, thiếp sẽ giúp chàng học rùng mình nha. Chà, có cái gì ấy làm tôi rùng cả mình. Mình ơi, giờ thì tôi biết thế nào là rùng cả mình rồi. Sự tích Hằng Nga. Tương truyền, ngày xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời, vốn là 10 con trai của Ngọc Hoàng. Vì trong quá trình tu tiên quá trầm uất mà biến thành, mặt đất trở nên nóng bỏng và khô cằn, người dân gần như không thể sống nổi. Mau truyền lên ta,
trừ mọi anh hùng trên thiên giới, ai có khả năng hãy ra tay khống chế các mặt trời đi. Chúng thần tuân lệnh. Lệnh Ngọc Hoàng ban đi, lập tức xuất hiện Hậu Nghệ, người anh hùng cái thế, đã dùng thần lực dương nỏ thần bắn rụng chính mặt trời. Trên bầu trời chỉ còn lại duy nhất một mặt trời. Muôn dân vỡ òa sung sướng khi mọi thứ trở lại bình thường. Bẩm Ngọc Hoàng, phía hoàng tử đã bị thương nặng sau khi trúng tên của Hậu Nghệ. Tên Hậu Nghệ này to gan, ta chỉ ra lệnh thu phục mà hắn dám tự ý sát thương hoàng tử của thiên cung. Ngay lập tức thực hết tiền khí, đầy cả gia đình hắn thành phàm nhân. Vậy là từ những vị thần bất tử sống trên thiên giới, Hậu Nghệ cùng người vợ xinh đẹp là Hằng Nga bị đầy xuống hạ giới sống như bao thường dân. Tuy vậy, Hậu Nghệ đã lập công lớn, nên chàng nhận được sự tôn kính và yêu mến vô cùng lớn của muôn dân. Đà tạ vị thần tiên đã cứu chúng dân. Vợ chồng chàng chính là thần tiên giáng trần. Ở chốn nhân gian này, vợ chồng tôi chỉ là thường dân thôi. Từ nay mong được bà con giúp đỡ. Đúng là vợ chồng chàng vừa là anh hùng mỹ nữ lại khiêm tốn. Còn Hằng Nga tốt bụng đã dạy cho các sơn nữ nhiều món nữ công gia chánh. Sống ở hạ giới được ít lâu, cảm nhận thấy là Hằng Nga luôn đau khổ vì bị mất khả năng bất tử, Hậu Nghệ đã quyết đi cùng trời cuối đất để kiếm cho được cây thuốc trường sinh. Mình đã đi cả tháng trời mà không thấy tung tích cây quý đâu. Rõ ràng khi ở thiên cung, mình nghe nói có một cây trường sinh lưu lạc ở phàm giới. Nếu lão không nhầm thì người chính là anh hùng bắn rụng chính mặt trời. Ê, không giấu gì ngài, ta đang đi tìm cây trường sinh duy nhất còn lại trên nhân gian. Đáng tiếc là cách đây không lâu, thiên giới đã tuyệt chủng loại cây này ở nhân gian rồi. Tuyệt chủng rồi ư? Người có công cứu độ muôn dân nên lão xin tặng người viên thuốc bất tử được luyện từ cây trường sinh. Lão chỉ còn lại một viên cuối cùng thôi. Đa tạ ngài đã giúp đỡ. Mình chỉ có một viên thuốc thì ai thành tiên, ai ở lại chứ? Mình và Hằng Nga sao có thể lìa xa nhau? Chỉ vì viên thuốc bất tử, chẳng không màng nguy hiểm đến tính mạng ơi. Sở dĩ em buồn bã cũng chỉ vì thấy oan uổng cho chàng. Vốn là làm chuyện lành mà ngờ đâu thành dữ. Vì ta không muốn nàng phải lo lắng, nhưng thuốc chỉ có một viên. Em chẳng cần trường sinh bất tử gì hết, chỉ cần chúng ta luôn bên nhau là đủ rồi. Vậy viên thuốc này nàng hãy cất đi, phòng khi có lúc cần dùng đến. Không ngờ trong những đồ đệ theo học võ của Hậu Nghệ lại có một kẻ mưu mô xảo quyệt. Nghe lõm được chuyện viên thuốc bất tử, hắn liền nổi lòng tham. Nhân cơ hội, Hậu Nghệ dẫn học trò đi săn bắn dài ngày. Tên đồ đệ tâm địa xấu xa này đã giả bệnh, ở lại núi hòng thực hiện âm mưu xấu xa. Mau đưa thuốc bất tử ra. Ngươi, nhà ngươi giáp. Tốt, tốt lắm ơi, chàng ơi. Không còn ai ở đây đâu, mau đưa thuốc ra, kiếm gươm không có mắt đâu, nhanh lên cho ta. Để viên thuốc bất tử này rơi vào tay kẻ phản đồ xấu xa này thì hậu quả thật khôn lường. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ, rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay nhanh lên trời. Chàng ơi, em không thể ở lại bên chàng được nữa rồi. Ta thấy đã trở về tiên giới rồi. Hằng Nga nàng ơi. Hằng Nga quá lưu luyến chồng nên chỉ bay đến mặt trăng là nơi gần với nhân gian nhất. Là nàng, đúng là nàng rồi. Là nàng không nỡ rời xa nên nàng thành tiên nữ trên mặt trăng để có thể hướng về nhân gian. Hôm ấy, chính vào rằm tháng 8, Hậu Nghệ lập bàn hương án ở hoa viên để tế nàng nơi cung trăng đang nhớ đến mình. Chúng dân hay tin cũng bày hương án dưới trăng, xin Hằng Nga ban may mắn. Từ đó, tục thờ trăng được truyền đi trong dân gian, đặc biệt vào ngày trăng tròn nhất trong năm là Tết Trung Thu, nhà nhà đều bày cổ trông trăng.
subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.